Chào nha. Hôm nay Út đang chuẩn bị giao hàng về Bắc Bình, Bình Thuận á. Út quay lại cho mọi người coi cho vui nha. Đây. Trời ơi, thùng phi mà xử lý rồi á, mà cái loại tốt như thế này mọi người. Tìm mãi mới có cho bà con mình luôn á. Bà con mình cần cái này để ủ mang rất là nhiều luôn. Mà đợi mãi tới hôm nay nó mới về để Út giao đi Bắc Bình nha mọi người. 33 cái thùng phi đó đó. Thì Út quay cho mọi người coi, bà con cô chú nào mà cần cái thùng phi này để ủ mang hay là gì đó thì mọi người liên hệ chạy Út qua số điện thoại 0769990309 hoặc 0976629090 nha mọi người. Trời ơi, đem mấy cái dừa bên tre lên đó hả? Một cái thùng ấp tự động nữa. 33 chất hết không? 2 tấn bả đậu hả? Ở đây là Út cơ. Giao về cho chạy dê hay chạy bò gì mọi người ở Bắc, chạy bò quá. Ở Bắc Bình, Bình Thuận chắc nuôi bò quá. Ở Bình Thuận á mọi người, ở Bắc Bình. Ba đậu 202 tấn. À, chất thùng tiếp chứ. Biết rồi nhưng mà bây giờ đây nha mọi người. Đây này ba đậu. Ba đậu để về ủ cho chạy bò. Tháng 3 đó, tháng 4 rồi đó. Tháng 4 rồi hả? Nó mớm màu xuống chất 3 giây. Sao chụp bà đọc lên bà? Bà đầu điền mà để 2 tấn chất 1 giây rồi cao. Tấn 3 rồi mà. Được không? Em 7 cái đây là được đó. Anh rút bao giữa là ăn bò 1 và anh 33 cái phi. 2 tấn bà đậu cái tờ hóa đơn đó. Với lại là 6 ký đạm á. Để sữa hoài ngọt lắm. Một rỉ đường nữa phải không Phúc? Được rồi. Một rỉ đường nữa phải không? 2 can nữa. Coi hóa đơn có hình như có 2 can mực rỉ đường nữa đó. Không, men thì hôm bữa gửi rồi. Cái đi Bình Thuận con này là đi Cẩm Mỹ. Có cái Cẩm Mỹ là cái này. Ờ. Cái đó có không? Không. Để Út coi. Quên gì vậy? Thùng phi 33 cái 2 tấn bả thùng tự động à một đèn. Một đèn soi trứng chiên dụng này bỏ vô trong cái thùng ấp luôn nè. Anh Sáu cầm đi cho em cái. Chất cho đủ hàng chứ mới con đi xa. Đây mọi người, cái này là cái anh đó ở Bình Thuận á, anh thuê xe, anh nhờ Út thuê xe dùm từ chạy Út đi cho nó rẻ hơn mọi người. Cho nên là Út thuê xe dùm từ chỗ Út ra đó hình như trăm mấy chục cây lận. Đó. Đây mọi người, thùng phi. Người thấy thùng phi đẹp không? Có nắp, có đai, có găng luôn. Trời ơi, có nhiều anh chị. Với lại ở mấy cái khu vực Lâm Đồng, Bảo Lộc đồ kêu Út gửi đi giùm á, đâu có gửi được đâu mọi người. Tại vì mấy cái này mà phải có thuê xe rồi mình chở nguyên cả cái xe nó to á thì nó mới tiết kiệm được chi phí chứ không thôi cái thùng này mà gửi đi. Cái tiền thùng quá cha tiền à, tiền phí quá cha tiền thùng. Đấy. Đó. Đây thì một cái thùng như này là 120 lít mà có mấy anh ở ngoài miền Bắc kêu ở ngoài đó tới 500-600 ngàn một cái thùng luôn mọi người, mắc ghê. Đây ha, cái thùng này xài mọi người xài xong rồi còn để lại thanh lý đồ thoải mái luôn tại vì nó bền lắm, đâu có hư hao gì đâu. Không, mình càng xài thì nó càng mới thôi, càng sạch thôi, nó không có ảnh hưởng gì hết. Này Út cho mọi người cái thùng nha. Đây nè, đây găng lại rồi. Ở đây ha mọi người nè, có nắp, có đai, có găng. Cái mà đi Cẩm Mỹ là đưa thêm một cái nắp cho ảnh để đổi nha. Đây mọi người, cái thùng này đó có nắp đây, xong rồi đai đây. 33 cái. Dừa hả? Có bán dừa không anh Sơn? Xe này là chở ở gần trại Út mà chở dừa ở Bến Tre hả? Bến Tre hả? Chở đi bỏ mối mọi người. 33 cái. Đây nè mọi người, đèn soi trứng. Lấy cho mọi người coi nha. Đây là đèn soi trứng chuyên dụng ha. Cái đầu này bằng silicone này, mềm mại lắm. Đây là thùng ấp tự động nè. Chút nhớ bỏ cái đèn này vô nhanh sao.
Đây, mực rỉ đường với men hôm bữa thì Út gửi rồi. Đây, mực đây mọi người. Đó, bà con nào mà cần mực nguyên chất thì liên hệ chạy Út ha. Anh sao? Chút nữa ấy xong. Ờ, đang đói bụng nhắc gà bó xôi thèm ghê. Thôi gà ăn không chán lắm rồi. Ăn gà với muối tiêu trước đi. Như vậy nó không có đúng vị. Nửa nào nó cũng bột mà. Vừa thi đi mình nó là chai. Có nên rồi này mọi người. Lót lót lên lớp được chưa chưa được sao. Này mà đi về Bắc Bình chạy mấy tiếng á nhà? 2 tiếng rưỡi ạ. Ủa vậy hả? 4 tiếng à? U cha mà ơi. Vậy hả? Trời ơi, xa vậy? Mấy xe mấy triệu tiền xe vậy? Ôm bữa nói mấy ta? 2 tỷ à? Chết dở. Sắp đủ rồi. Mười mấy cái. Đếm cho nó đủ chứ không thiếu. 33 cái. 15 cái rồi. 18 cái nữa. Có cái kia nó ăn hết rồi kìa. Lấy một cái cám hòa với nước ướt rắc lên nha. Nó còn hư cái đó tới 30 đàn. 1 tấn. 1 tấn. Bả đậu này là anh này dặn 2 tuần rồi mới có mọi người. Tại vì đi xa cho nên là Út chia 2 tấn để cho ảnh ủ luôn một lần mọi người. Chứ mới công đi 2-3 lượt á thì nó tốn tiền xe. Cho nên là cái đợt này Út ưu tiên cho ảnh 2 tấn luôn để ảnh đi thẳng một chuyến xe á mọi người. Đây nè, bả đậu đây nè, để Út á. Tại Út đang quay video nên không có ai mở ra cho mọi người coi. Thì bả đậu là ủ men. À để Út đi coi coi. Bả ủ men cấp 2 nha mọi người. Nếu như mà bả đậu mà không có men cấp 2 thì mọi người ủ cấp 1 cũng vẫn được, chứ không phải là cấp 2 mới ủ được. Tại vì cấp 1, cấp 2 nó y chang nhau. Quan trọng là gì ta? Quan trọng là giống như ủ lên cấp 2 thì nó tiết kiệm chi phí hơn, còn cái cấp 1 á thì nó lại cái kiểu cái giá thành mà 1 lít men nó mắc hơn là giá thành của cấp 2 á. Chứ còn mà tỷ lệ men nó mạnh y chang nhau và kiểu giống như là lên men cực kỳ mạnh nha bà con, nên bà con yên tâm ha. Ui ui, cho mọi người coi. Đính đen này. Trời ơi, mấy con sâu này sao mà nó to dữ vậy? Cái này Út nuôi sạch sệt mọi người. Ê, trời ơi, khủng khiếp vậy. Trời ơi, bà con, coi cái con sâu nó to khủng khiếp không? Đây nha mọi người. Trời ơi, ui ui, cái gì vậy? Này mọi người. Quá trời. Cái này là Út nuôi sệt sệt đó mọi người. Trời ơi, sao nó bu lên. Mới bỏ đồ ăn vô nó bu lên nó ăn nè. Mọi người thấy nó to ghê không? Đó, như vậy là mình vẫn cho ăn tiếp nha mọi người. Đừng có thấy nó hơi sạm màu mà không cho ăn là nó mất sức. Cứ cho ăn cho tới khi nó đen không ha. Nó đen thì nó bò ra. Đây mọi người, quá trời, nó bu lên nó ăn. Trời ơi, nhìn đã ghê. Con này mà mình cho nó ăn dừa xong rồi mình chiên xù nó ăn ngon lắm mọi người. Nhìn nó béo ghê không. Trời ơi, ống ảnh luôn. Dí. Mọi người cần trứng rùa lính đen thì cứ liên hệ trại Út qua số điện thoại 0769990309 nha mọi người. Đây nè. Đó, cho bà con mình coi ha. Đó. Quá trời đã luôn. Đây.
đây Út đang cho ăn khô để lấy phân. Cái này khô mọi người thấy cái khô nó nhỏ hơn không? Nè, khô như vậy là mình lọc như vậy là mình lấy phân ở trên này. Cái này Út bón cho cây mai, cây sầu riêng. Bán cho mấy cái trại sầu riêng đó mọi người. Người ta dùng cái phân này rất là tốt. Đó. Nếu mà mình muốn lấy phân thì mình nuôi khô, khô thì nó nhỏ hơn, còn nuôi sệt sệt như này thì nó to hơn rất là nhiều. Đó, rùa lính đen này có rất nhiều cách nuôi khác nhau, quan trọng là mình muốn lấy cái con to hay con nhỏ, lấy phân hay không lấy phân nữa. Thì quay video chia sẻ như vậy thôi. Nếu bà con quan tâm tới những video ở trại Úc thì đừng tiếc một lượt đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới để trò chuyện với Úc nhiều hơn nha mọi người. Mọi liên hệ liên lạc với Úc qua số điện thoại 0769990309 hoặc 0976629090 nha bà con. Bye bye, hẹn gặp lại bà con ở những video chia sẻ sau nha.